Hello và xin chào tất cả mọi người đã trở lại video của mình. Thì mình đã lướt trên web, mình thấy một con game rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Đó chính là game Loạn Trí Mobi. Các bạn nào có nhu cầu tải game này thì có thể nhận đường link ở dưới phần mô tả cho mình nhé. Mình sẽ bắt đầu game thôi. Đây, nó sẽ bắt đăng nhập. Thì mình sẽ sử dụng tài khoản Facebook nhé. Ok, tiếp tục. Rồi, đã đăng nhập thành công rồi các bạn ạ. Rồi, chính game thôi. Đây là có phần thông báo là chào mừng bạn đến với Open Beta của Loạn Trí Mobi. Ok. Thì từ game này mình được nghe nói là rất là nổi tiếng, quảng cáo rất nhiều và rất nhiều người chơi đã chơi từ game này. Thì mình có thời gian mình có thể review game này cho bạn xem. Thì mong các bạn có thể ủng hộ cho mình bằng cách là kiếm cho mình một bó rau muống. Rồi, giữ vào kéo phím điều khiển. Rồi. Rồi. Là đánh thường. Rồi. Mà tướng này tướng gì mình chả biết nữa. Rồi, lính xuất hiện. À, con này giống con Teonat này. Rồi, giống Malok này. Con này như chắc giống Malok này. Lấm vào đây rồi. Rồi bán, rồi nhấn vào cửa hàng. Mua trang bị. Chung là game này mình thấy cũng khó hiểu các bạn. Rồi di chuyển đến mục tiêu. Tướng này giống Cotel nát đấy các bạn ạ. Rồi chắc là tấn công trụ đây rồi. Mình chơi luôn các bạn ạ. Không chết đâu. Rồi. Hình như mình thấy tất cả các từ game MOBA nào nó cũng đều hướng dẫn như này ấy, các bạn ạ. Chơi cảm giác là game này nó chơi cảm giác nó không được đẹp bằng Liên Quân. Vì chắc bản này đang ở trong giai đoạn beta chưa được phát triển. Được cái là game này rất là giống Liên Minh Thoại. Chơi rất là sướng. Rồi. Thì hôm nay mình làm clip về review game này. Để xem game này có những cái gì mà rất là nhiều người tải như vậy. Rồi xin chúc mừng bạn này. Hình như game này nó có thể yêu cầu người chơi là đeo tai nghe vào để chơi tốt hơn. Hình như thấy game nào nó cũng hướng dẫn như này cả. Rồi vào trận đấu. Rồi vào trận đấu. Rồi. Rồi. Này giống Liên Quân. Hình như là mình bình luận như này chứ các bạn lại không có thể nào nghe được tiếng của game. Có gì mình sẽ vào trận đấu, mình sẽ không bình luận, mình sẽ để ở chế độ sử dụng dịch chuyển. Wow, cái này hay nhỉ. Cái này như hơn cả Liên Quân rồi đấy. Wow. Thế là cái này là hack map rồi. Và wow, game này cũng được phết đấy các bạn. Tí nữa là mình sẽ vào trận đấu, mình sẽ trải nghiệm con game này cho các bạn xem. Mình ta là mình đang trải nghiệm. Đây là cái mắt rồi. À, để nhìn đối thủ.
Còn cái này là hồi máu này. Rồi, rồi đẩy trụ. Mình cảm thấy cái nút bấm của cái game này rất là nhỏ, mình bấm là lúc chú lúc không. Chơi rất là khóa. Lên ulti. Lên ulti. Tí nữa mình sẽ vào game, mình sẽ trải nghiệm cho bạn. Mình sẽ không bình luận và mình sẽ cho các bạn trải nghiệm tiếng của game là như nào. Mình bình luận này chắc bạn chẳng nghe được đâu. Mình chơi game là mình ít đọc lắm, bởi vì đọc nó mất thời gian. Này, mắt hồi máu này. Rồi đẩy trụ chiến thắng. Mình thấy đặc sản của game MOBA là khi nào cũng là như này cả. Không biết game này là game của Việt Nam hay là game của nước ngoài nữa. Mình đang hình như game này chắc là game của nước ngoài. Đồ hình như mình để ý là đồ của game này nó có sao các bạn ạ. Nó sẽ có từng sao, như là 1 sao, 5 sao. Trời. Ơi. Hình như đồ họa của game này cũng không được bằng Liên Quân cho lắm. Mình vẫn thích chơi Liên Quân hơn. Tướng, à Triều Vân. Triều Vân bên này nhìn trẻ hơn Triều Vân của bên Liên Quân rất nhiều. Rồi bắt mình rồi tìm đối thủ. Ok, mình sẽ tắt mic và mình sẽ tắt mic và mình chuyển qua chế độ ấy nhá. Deploy in 5 seconds. This halberd isn't just something anyone can wield. Troops have deployed. Years ago, we lost vision in one eye. Heed my warning. An enemy has been killed. An enemy has been killed. Tránh xa tầm bắn trụ của kẻ địch và để lính nhận sát thương của trụ. An enemy has been slain. Tránh xa tầm bắn trụ của kẻ địch và để lính nhận sát thương của trụ. My ancestors fought well. I've guided my lord. Tránh xa tầm bắn trụ của kẻ địch và để lính nhận sát thương của trụ. Your team has destroyed a fort. Dominating. Guides my halberd. A
An enemy has been slain. Tránh xa tầm bắn trụ của kẻ địch và để lính nhận sát thương của trụ. Tránh xa tầm bắn trụ của kẻ địch và để lính nhận sát thương của trụ. Our hero has been killed. Is this the end? Dominating. Cowards do not deserve to survive the battlefield. Tầm bắn trụ của kẻ địch và để lính nhận sát thương của trụ. Only have one eye, but there's nothing that escaped me. Don't think about it. Your team has destroyed a fort. Godlike. Tránh xa tầm bắn trụ của kẻ địch và để lính nhận sát thương của trụ. Tránh xa tầm bắn trụ của kẻ địch và để lính nhận sát thương của trụ. Holy shit! Tránh xa tầm bắn trụ của kẻ địch và để lính nhận sát thương của trụ. Tránh xa tầm bắn trụ của kẻ địch và để lính nhận sát thương của trụ. Tránh xa tầm bắn trụ của kẻ địch và để lính nhận sát thương của trụ. This halberd isn't just something anyone can wield. Our hero has been killed. Tránh xa tầm bắn trụ của kẻ địch và để lính nhận sát thương. We'll be right back.
Sau khi mình trải nghiệm tựa game này rồi, mình thấy tựa game này nó không đẹp bằng Liên Quân cho lắm các bạn ạ. Nhưng mà được cái là rất là nhiều ưu đãi. Vì mình hy vọng nó sẽ có bản cá nhân sắp tới, bản chính thức sắp tới. Chứ mình thấy là đang trong bản beta, giờ là trận đấu thứ hai. Mình muốn review luôn. Chắc clip này cũng phải mất nhiều thời gian đấy các bạn ạ. Biết giờ chơi con nào nữa, mình chả biết con nào. Mình sẽ chơi con mới mua này xe như thế nào. Có cả trang phục này các bạn, ba. Game này cảm thấy chơi rất giống Mobile Legends các bạn ạ. Game này chơi không khác gì Mobile Legends. Vì hồi trước mình cũng có chơi Mobile Legends một lần rồi. Thì mình cũng thấy Mobile Legends với game này cũng tự tựa nhau. Mình thấy game này quảng cáo rất nhiều cho nên là được rất là nhiều người chơi. Hiện tại thì tiếng game lẫn tiếng mic của mình đang lẫn lộn lên là bình luận cũng hơi vấp một tí. Mong các bạn thông cảm. Con này như đánh giống như con Lumbu các bạn ạ. Mình không biết danh ở đây sẽ xếp hạng như nào chứ mình thấy nó cũng có đánh danh các bạn. Nếu mà các bạn nào thấy video của mình làm hay thì có thể ủng hộ cho mình sẽ làm nhiều video hơn về từ game này. Thì mong các bạn ủng hộ cho mình, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ làm nguyên cả một trận đấu danh của game này luôn, mình sẽ làm xếp hạng luôn. Game này như tem bản phí mạng hơi nhiều, chắc là ở rank thấp. Còn nếu mà ở rank cao thì chắc cũng không có nỗi mà đánh như thế đâu. Bị chửi liền đấy. Tụi nào mà khó tính là tụi chửi liền các bạn ạ. Wow, con này cũng được phết đấy các bạn ạ. Mình thấy con này nó giống như con Lumbu, con người đá ở trong game Liên Quân đấy. Mình thì mình hay làm clip về Liên Quân. Thì mình mới chơi game này mình cũng chưa có dành nhiều. Mình thấy từ game này chơi nó đồ họa nó còn hạn chế, nó chưa được bằng đồ họa của Liên Quân. Đồ họa của Liên Quân thì nó đặc sắc hơn, đẹp hơn, mà đồ họa của game này rất là hạn chế các bạn ạ. Đồ họa game này thì mình đánh giá là cũng cho là 8 điểm về mặt đồ họa. Còn về mặt hình thức chơi thì mình cũng phải cho mấy điểm vì nó có cái này rất là hay. Mình có thể dịch chuyển từ bên này qua bên kia. Nhưng Liên Quân làm không được. Liên Quân là chỉ đúng một con tướng. Liên Quân chỉ có đúng một con tướng làm được, chỉ có Mass. Con Mass ở trong Liên Quân nó có thể làm được. Mình đang trong giai đoạn là tân thủ cho nên là rất nhiều hướng dẫn. Mình cảm thấy hai con mà chả đập được nổi một cái trụ. Mà trụ như thấy hình như mình thấy trụ của game này nó ít máu hơn trụ của game Liên Quân. Chưa là thành người khổng lồ. Con này có người lửa. Không có đặt vệ binh để
Game này rất nhiều đồ. Đầu tiên là những cái đồ gọi là phổ thôn, thì có những bộ đồ 5 sao như là Tim Titan, Hỏa Kiếm, Thấu Thị và mắt Trừ Tà, Phản Đòn. Còn về đồ vật lý thì nó có Vuốt Quỷ, Huyết Đao, rồi Trần Sơn, Chùy Nhọn, Gậy Như Ý, Chu Tiên, Diều Ảnh, Song Kiếm, Giáo Tím, Đao Phép Thần Cơ, Quỷ Diện. Còn đồ phép thì mình thấy rất là nhiều đồ 5 sao, đỡ đòn, giày và đồ mắt, là những cái đồ mà mang tính game này mình thấy nó giống như Liên Quân các bạn ạ. Khi mà 5 mạng thì nó sẽ có là Mega Kill chứ không phải nó là Penta Kill. Mình nghĩ sẽ là Penta Kill nhưng không phải là Mega Kill. Thế là con game này nó cũng lấy từ con này, chắc mình cân tem được ấy các bạn ạ. Con này chắc là thuộc dạng đỡ đòn. Nên mình bất tử hay sao ấy các bạn ạ. Khô máu luôn các bạn ơi. Không ngán ai hết. Hình như game này mình thấy nó không có ăn lính đẩy trụ giống như ở Liên Quân. Liên Quân thì đặc sản của game MOBA mình thấy khi nào nó cũng có trụ với là nhà bắn hết. Hai con bò đập nhau, biết con bò nào thắng đấy các bạn. Nhưng mà lại có người can thiệp rồi. Ok, win thôi các bạn ơi. Win thôi. Tí nữa mình sẽ review qua từ game này làm như nào nhé. Nó từ game của nó sẽ có những cái gì, nó sẽ có đồ họa của nó sẽ có những cái gì. Khô máu luôn các bạn ạ. Rồi, chiến thắng dành cho mình. Và không biết game này đầu tiên là mình sẽ đi vào rank. Nó sẽ là rank đây là rank gì mình cũng chả thấy chả biết á. Tí nữa mình xem sẽ lược xem qua review cho các bạn luôn. Như từ game này được quảng cáo rất nhiều, nhưng mà mình thấy đồ họa thì nó cũng chưa có được trơn tru lắm. Danh là danh tân thủ 1 các bạn ạ. Nhận tướng, tướng mới. Nói chung là các bạn chơi từ game này, các bạn làm những cái tân thủ mà của game như này thì sẽ nhận được rất nhiều quà và sẽ có thể mua được tướng hoặc là có cả nạp này. Các bạn mà nạp tiền rất là nhiều ưu đãi. Đây là sẽ là những cái bậc của danh. Nó gồm có đồng bạc vàng, kim cương cao thủ chí tôn. Nó nằm ở đâu, chỗ nào ta, chỗ nói chung là nó ở nó có cái thể lệ của nó đây. Đây chính là phần danh của game. Đầu tiên sẽ là tân thủ, rồi sau đó tới đồng bạc vàng, kim cương, cao thủ và chí tôn. Danh chí tôn là danh cuối cùng của game. Liệu nếu mà các bạn nào thích mình làm những mình làm từ game này thì đây sẽ vòng quay. Nếu mà các bạn nào thích mình làm những video như này thì hãy cho mình xin một like để có thể cho mình xin một bó rau muống
ở những cái mùa đại dịch khó khăn như này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là những phần quà của Tân Thủ. Mình cũng là người chơi game mobile nên là mình cũng review luôn cho bạn xem. Nhận rất nhiều. Rồi hết rồi các bạn ạ. Đây mình sẽ lượt qua shop của game. Shop của em chơi game sẽ có cái gì? Nó sẽ có một con tên là Pelwing và con Lead. Đối với vàng của mình thì đủ để có thể mua được con này rồi. Đây là rút thưởng, đây là vàng để mua những cái vật phẩm quà tặng gì đấy. Cái này là skin là đang chạy bán rất nhiều, như là sự kiện hay là những cái skin của sự kiện rất là hiếm. Đây có những ưu đãi gì đây, mình sẽ lượt qua những cái ưu đãi, gọi là qua đây qua gì, nó cho mình mua một cái thôi. Nó ra cái gì? Nó ra kim cương các bạn ạ. Cái kim cương này hình như là mình để mình mua những cái đồ của chắc là đồ của kim cương. Đây chắc là những cái đồ ngọc này các bạn ạ. Cái này như là ngọc của tướng, ngọc để lắp vào cho tướng. Đại bảo là những cái chắc là cái vòng quay. Bộ đồ đây. Rồi. Tiếp theo mình sẽ review qua những cái quà. Đây sẽ là những cái mức quà mà mình sẽ nhận. Đây. Sẽ nhận cái mức quà. Tiếp theo là nó sẽ có cái phần là chắc là phần điểm danh. Nhận rất nhiều các bạn ạ. Lên level 6 rồi. Mở chế độ nào đây? Thì mở chế độ ngọc tân phú. À chế độ gọi là lắp ngọc đấy. Rồi. Mình hiểu rồi. Và mình sẽ out ra và hoàn thành. Tiếp theo là mình sẽ vào phần sự kiện. Sẽ có những sự kiện như là sở hữu skin, là mình sẽ được nhận những cái món quà. Là mình sưu tập skin, thế là mình sẽ đấu những cái này, mình sẽ nhận được những cái viên. Còn đây là quà đăng nhập. Những cái này là những cái gì? Đây là thẻ trải nghiệm tướng, rồi là Jose. Rồi. Nói chung là những cái thẻ gọi là thẻ thử đấy các bạn ạ. Giống ở bên Liên Quân là thẻ thử đấy. Quần quà như là vàng, rồi là rất là nhiều cái. Rồi. Rồi. Đó là những gì mình đã review cho các bạn xem. Thì các bạn nào mà thấy hay thì cho mình xin một like, một share với là một đăng ký để có thể giúp mình một bó rau muống trong mùa đại dịch này nhé. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình.